Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chương trình giao lưu ngành phát thanh và truyền hình cụm thi đua số 8 Bắc Sông Hậu lần thứ 20 năm 2024, các đài phát thanh và truyền hình Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp và Vĩnh Long đã tổ chức sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2024. 6 tháng đầu năm, các đài phát thanh và truyền hình trong cụm thi đua số 8 đã thực hiện tốt sứ mệnh của báo chí cách mạng là khơi dậy và nuôi dưỡng khát vọng, tạo thành sức mạnh tinh thần, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương và đất nước. Các đài đã thực hiện theo đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, phối hợp với các sở ban ngành có liên quan trong nội dung thông tin tuyên truyền, đảm bảo đầy đủ, chính xác và kịp thời. Các đơn vị đã đổi mới cách thức, nội dung các chương trình tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên mạng, thực hiện tốt chức năng giám sát phản biện xã hội, góp phần phản ánh khách quan toàn diện về xã hội. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu những khó khăn vướng mắc trong hoạt động kiến nghị, đề xuất đến Bộ Thông tin và Truyền thông liên quan đến các nội dung như nguồn đặt hàng nhà nước, đơn giá đặt hàng, mức áp dụng để chi trả thù lao nhuận bút cho các chức danh, điều chỉnh các chỉ tiêu trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia phù hợp với tình hình thực tiễn, quy định chức danh chức vụ lãnh đạo các đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương để thực hiện thống nhất trong cả nước.